Khi không còn tiền, bạn sẽ ngộ ra rất nhiều điều. Nhìn thấu một con người có khi không cần quá nhiều thời gian, mà chỉ cần xem cách họ đối với đồng tiền như thế nào là hiểu rõ. Quen biết bao nhiêu người giúp đỡ bạn được mấy ai. Quen biết bao nhiêu người bạn khó khăn, ai còn nhận bạn làm người quen. Ngày ngày ăn uống cười đùa, khi gặp việc mấy ai giúp bạn. Bạn bè chỉ cần chất lượng, đừng mong số lượng. Một xe chớ đậu không bằng một viên ngọc minh châu. Người nam chỉ cần nghe một lần thì mới biết bạn nữ nào yêu bạn nhất. Người nữ chỉ cần sống một lần thì mới biết bạn nam nào lìa bỏ bạn nhanh nhất. Bạn chỉ cần một lần thất bại thì mới biết ai là người quan tâm bạn nhất. Bên nhau không phải vì bạn có tiền mà tôi kết giao. Trân trọng yêu quý không phải vì bạn đẹp mà tôi chú ý. Trên đời này, cái lưu lại với thời gian không phải là sự giàu có hay nét đẹp yêu kiều, mà đó là sự chân thành. Ngày dài không nhất định phải nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng nhất định thấy được lòng người.